trên cái đồng hồ đo thời gian hiện số này thì nó gồm có 3 cổng chính, đó là cổng A, cổng B và cổng C. Chúng ta chỉ sử dụng cổng A và cổng B. Và mặt trước của đồng hồ thì nó sẽ có cái mốt. Cái mốt có nhiều mốt thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái mốt này là cái mốt từ A sang B. Và cái thang đo thì chúng ta sẽ sử dụng cái thang đo là 9,999. Rồi. Cái nút đỏ, này là chúng ta nút reset, chúng ta phải trả nó về cái vị trí ban đầu. Phía sau này chúng ta còn có cái công tắc, chúng ta phải bật cái công tắc này lên. Trên giá có gì à, trên giá thì nó gồm có hai bộ phận chính, đó là một là cái cổng quang điện, hai là cái 500 điện. Rồi cái bộ phận 500 điện thì chúng ta được nối liền với công tắc. Và cái đầu còn lại của công tắc thì chúng ta sẽ nối vào cái cổng A của đồng hồ đó. Trên cái cổng quang điện này chúng ta có cái đường gạch ngang, chúng ta phải nhìn vuông góc vô cái vị trí 20, thẳng vô cái vị trí 20, sau đó chúng ta siết ốc lại. Rồi. Rồi tương tự kia.